rồi nhanh nhanh ôi rồi nó về rồi đấy đưa đấy Ôi dồi. Ăn mặn thôi. Nope. Nani? Làm này nha. Làm cho đẹp nha. Được rồi. Ôi giời, tên bắt tìm tôi rồi. À chị nói, chị nói. Tại nhìn thấy anh kia đẹp trai quá. Ghê nha. Lớp trưởng đâu? Các bạn đúng. Rồi, ngồi xuống đi. Rồi bây giờ chúng ta hôm nay chúng ta sẽ học múa nha. Bây giờ là mời các bé ra đây. Đây, mời các bé ra đây. Đây ra đây. Bây giờ ra đây, ra đây. Bây giờ là thầy bây giờ các bé bà là theo dõi thầy nha. Bây giờ là mấy bé Liều là sẽ là thực hiện mẫu trước này nha. Nani? 1 2 Ui. Cha cha cha. Đấy nha. Tiếp tục này, nhìn kỹ nha. Hai bạn nhanh này. 1 Đấy. Biết chưa? Biết 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 được đâu. Ok chưa? Okay. Ok. Bây giờ là thầy sẽ phân như này nha. Bé bà Tiệp làm nhạc nha. Rồi, bé bà Tiệp làm nhạc rồi xong là bé bà Liều với bé bà Sướng một cặp. Đấy. Bé bà bé Tony Luật với này bé Sĩ làm một cặp. Đấy, bắt đầu nhảy đi. Nhảy đi nhảy nào. Bắt đấy, đứng rồi đấy, nhảy đứng rồi đấy. Đấy. Ngoay mông một tí nữa, ngoay mông một tí nữa. Lắc. Ui. Bắt đấy, bắt. Nhảy bốc lên, bốc lên. Bốc lên. Đấy, bốc lên. Lắc. Mạnh lên. Anh ơi, nhìn em này. Nhìn mắt em này. Đi đến đâu rồi? Ê, 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 đi đâu ấy? Thì em nhảy với bạn Sĩ chán quá. Thế là ý của em là như thế nào? Em muốn nhảy với bạn Liều. Nani? Bạn Liều à? Thế vào đây, rồi, rồi, vào đây. Thế được, bây giờ là bé, bây giờ bé bà Sướng, bé bà Sướng nha. Đấy, đấy. Nhạc lên nào, nào. Đấy, đúng rồi, đấy là học cạ đấy, đúng rồi. Mạnh lên, mạnh lên. Nhảy bốc lên, bốc lên. Bốc lên, bốc lên. Nhảy lên, mạnh lên, mạnh lên. Ngoài không, ngoài không, ngoài. Rồi. Bây giờ là nãy là thời gian là chúng ta vừa mới học nhảy xong và bây giờ ra tạm nghỉ ra chơi một chút đã nhá. Bây giờ là các em cứ nghịch cái gì thì nghịch đi. Đấy, nhá, thầy đi uống nước đã. Nha. Thôi. Mình nghỉ ngơi rồi. Tùng tì ra cái gì, ra cái này. Ra cái này. Bà Liêu ơi, bà Liêu ơi. Kìa đây, kìa đây. Kìa tao bảo nghe. Nope. Ui. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Ngồi đây. Cái quà cho này. Ui. Có quà. Ăn đi, ăn đi. Nope. Thế bạn có yêu tớ không? Ui. Không, còn bé lắm, bố mẹ không cho yêu đâu. Ê. Cái gì? Thế cho tớ chỉ lại nửa gói mì tôm đi. Nửa gói mì tôm mà xin lại. Chắc không cần đâu rồi. Thôi bạn, thôi bố.